Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn và nhà vườn Văn Giang nha. Hôm nay đến với nhà vườn có một số mặt hàng hoa giá đẹp cần giao lưu với bà con nha, như vàng hoàng kim, đỏ hoàng kim, một số mặt hàng siêu bông, siêu hoa. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu chi tiết với nhà vườn Văn Giang luôn ạ. Rồi, chào anh Giang. Dạ, chào anh Liêm, chào bà con miền Tây Bắc gần xa. Nè, cái số hoa giấy giao lưu phục vụ cái nhà mình về ngắm hoa chơi cái nhà. Đầu tiên cái số 1 tím bướm ha. Tím Rồi, bướm tàn khủng luôn. vô là đây là cao 1m04 cái nhà mình đó. Ngang đây thì nó rồi. Tá ngang đây thì 85 ạ. Mình có 18 cái nhà mình đây. Mã số 1. Tím bướm này em xin giao lưu cái nhà mình là 480k cái nhà mình đây. 180 cho một cây tím bướm. Tím bướm mã số 1 cả nhà. Cây dáng bài cũng khá là đẹp nha bà con. Rồi. Toàn tròn. Cái mã số 2 đi. Chết bây giờ. Thì gọn gọn ha. Mã số 2, rượu Rồi, vang. có vũ quang chứ. Cây này cái bông nó cũng hơi hơi dài nha bà con. Còn mình về con tàn nữa này, siêu bông lắm nè. Cắt đọt là ra hoa liền. Cao nó 68 ạ. À. Ngang 56 ạ. Mình cổ đây là 14 hơn cái nhà mình ơi. Đó. Rượu quang này, xin giao lưu cái nhà mình là 270k cái nhà mình đây. 270. Tại rượu quang này ha, mã số 2 ạ. À. Đây, mã số 3 tới vàng bằng kim, đỏ bằng kim này. Mã số 3. Hoa này là giống mới cũng hot nha. Cây này bông đẹp lắm bà con ơi. Màu sặc sỡ. Đặc biệt nhất là cánh hoa nó dày. Cao nó là 80. Ngang nó 57 rồi. Mình có là 16 rưỡi cái nhà này, bể đế bự ha. Gơm này. Đó, cái hai màu này. Vàng bằng kim, đỏ bằng kim nha. Này em xin giao lưu của nhà mình là 280k cái nhà mình Một màu đỏ rất là tươi nha bà đó. Đó, dạy vàng ha. 280. Cho mã số 3 cái nha. Mã số 4. cẩm thạch chiều tím, cẩm thạch tím Pháp. Này cẩm thạch tím Pháp cái nhà mình. Cao đây 80. Ngang này 50. Mình cổ đây là nhỏ gọn gọn ha, mình có 12 rưỡi cái nhà mình nè, đế dài lóng thóng luôn nè. Rồi cái này xin giao lưu cái nhà mình là 250k cái nhà mình nè, 250. gửi cho mã số 4 ạ. À. À, số 4 cái nhà cẩm thạch tiếng Pháp, mã số 5 đây. Cũng như vàng kim hai màu cái nha. Cây này cũng khá là đẹp nha. Mỗi đợt nó mỗi chùm bông rồi bà con ơi. Màu đỏ nó rất là đẹp, tươi. Cao đây 85 ạ. Là cộng của nè. Ngang này tính 60 đi. Cao 85 ngang 60. Lá nó cũng đẹp nhưng còn chót nhọn, lá sắn. Mình có là 22 cái nhà này. Bởi đế nó quặn quèo nó gươm đặc luôn ha. Đó, hai màu hoàng kim đó nha. Rồi, cái này xin giao lưu với nhà mình là 370k cái nhà mình đây. 370 cho cây vàng kim hai màu, vàng đế kim bự hai luôn, màu, lực luôn đỏ nè. vàng. Để sổ Đẹp, đẹp luôn. số dài và đẹp, đẹp luôn nè. Mã số 5 ạ. Mã số 6. Một em. Dáng bonsai mini Còn siêu gọn bông. luôn. Cẩm thạch phất hồng và lây cam nha. Đó, chiều cao nó 50. Ngang này 40 rồi. Đó. Mình có 12 cái nhà mình nè. Rồi, cái này xin giao lưu cái nhà mình là 200k cái nhà mình nè. 200k. 200k. À, cẩm thạch phất hồng và lây cam ha. Mã số 6 ạ. À. Mã số 7. Dưa hấu. Giờ hấu vàng ở nhà mình. Cây này thì mỗi đợt nó mỗi nụ, mỗi chùm. Cao đây thì 57 ạ. À. Ngang đây thì 60. Đấy nằm luôn ha. Mình có 13 cái nhà mình đây. Mã số 7. À, cái này xin giao lưu cái nhà mình là 250k cái nhà mình đây. 250. Gửi. Dưa hấu vàng Cho nha bà dưa con. hấu vàng, mã số 7 cái nha. Rất là đẹp, bông nhiều. Đó. Cái mã số 8. Tiên nữ. Một cô tiên nữ luôn. Bông lên rất là đẹp luôn nha. Màu hồng lẫn trắng. Cao là 6,77 ạ. Ngang về 55. Mình có 15 cái nhà mình đây. Mã số 8 ha. Tiên nữ.
Này xin với luôn cái nhà mình 250 luôn cái nhà mình đây. 250 dặm tiên nữ này ha. Mã số 8 cả nhà. Tới mã số 9. Em tím bướm ha. Tím bướm một góc và dáng bay khủng luôn. Cây cũng đang rực hoa rồi. Cao nó 83. Ngàn đây này nó 80. Hoành cổ đây là 19 rưỡi cái nhầm này, gần 20 ha. Đó, bà đấy bật lật luôn nha, bự ha. Rồi. Cái này xin giới lưu cái nhà là 450k cái nhà mình đây. 450. Cho mã số 9 ha. Rồi, ok. Tiếp bướm ạ. Mã số 10. Dứt đi ra ha. Một màu đỏ bánh pizza. Cao đây là 64. Ngang đây là 54. Hoành cổ là 17 cái nhà mình ở 16. Đó. Cái này em xin cho luôn cái nhà mình là 250k cái nhà mình đây. Cho mã số 10 ha. 250. 250 mã số 10 cái nhà mình đây. Một cây đỏ pizza. Đó, thế sổ cũng đặt luôn ha. Mã 11. Hai màu ha. Cây này đẹp nha bà con. Bông rực rỡ hai luôn. Màu ác nè. Ba màu luôn anh Giang ơi. Ba màu luôn hả? À, hồng gân nè ha. Đó. Rồi vào vàng hoàng kim. Đỏ hoàng kim. Ờ. Cây này đẹp nha. Có ba màu. Đỏ hoàng kim nè. Đẹp không thấy đỏ. Hoàng kim nha. Ờ, rồi rồi. À, với hồng gân. Cao 72. Ngang này 55. Hồng gân nụ khủng khiếp luôn. Đang nụ. Quanh cổ đây là 18, 17 rưỡi cái nhà này. Mã số 11 ạ. À. Ba màu ha. Vàng hoàng kim, đỏ hoàng kim và hồng gân. Rồi, cái này xin lưu cái nhà mình là 270k cái nhà mình đây. 27. Mã số 11 ha. Rồi. Mã 11 cái nhà. Tới mã 12, em tiên nữ. Tiên nữ và hồng gân. Ờ, hai cái màu này nó là ná giống nhau nhưng cánh hoa nó to hơn nha, cái cánh bầu, cái cánh thì dài. Đó. Màu thì nói chung tương đối y chát luôn. Cao này thì 78 ạ. Ngang lên 50. Mình có 12 cái nhà mình đây. Đó. Cái hai màu này. Xin giới lưu cái nhà mình là 220k cái nhà mình đây. 220. Rồi. Tiên nữ và hồng gan cái nhà. Mã số mã số 12. 12 cái nhà. Số 13 ha. 13 là một cây tím bướm. Tím bướm cái nhà mình đây. Cao đây là 78 ạ. Ngang đây tròn do luôn. Ngàn này 45. Một cốt luôn ha. Mình cổ lên 14 cái nhà này. Đây nó có chạy khô nha cả nhà. Đây đây quay đây lên. Không sao nha. Khô luôn ha. Rồi. Well. Mã số 13 nhà tím bướm. Cái này xin cho luôn cái nhà là 270k cái nhà mình đây. 270 em tím bướm. Tím bướm mã số 13. Lá 14. Này là vàng hoàng kim một màu cả nhà, một màu luôn. Cây này về bo tược nhiều nha bà con, mình lấy bo khai thác bo là tuyệt vời. Cao nó 90. Ủa cao 1 mét, cao 1 mét ạ. Ngàn nó 60, để sổ dài bự luôn cả nhà. Mình cổ nó 19 cái nhà mình đây. Để sổ dài, sổ dài luôn, bự luôn. Vàng hoàng kim cả nhà. À, cái này xin cho luôn cái nhà mình là 300k cái nhà mình đây. 300k. Rồi. Cho mã số 14. 14 à. Đây, 14 300k. Tiếp theo. Mã 15. Chẳng là thêm cũng là vàng bằng kim luôn cả nhà luôn nha bà con. Vàng bằng kim nhìn cái lá nó sóng sắn mũm mũm nhìn nó cũng rất dễ thương. Đọt đang bút nụ nè. Cao đây 90. Ngang đây thì 60. Mình có 15 cái nhầm đây. Đó. Vàng hoàng kim, mã số 15 ha. Rồi, cái này xin giới lưu cái nhầm là 340k cái nhầm đây. 340. Mã số 15 cái nhà. Dán trực vàng hoàng kim. Dán đứng vàng hoàng kim. Mã số 15 ạ. Mã số 16.
cẩm thạch tím Pháp, một màu ha, cẩm thạch một tím màu Pháp duy nhất. Cao là 66 ạ, ngang 47 ạ. Thêm cái lá nó hai màu, nó ba màu. Mình có là 16 nha, hai gửi nó quấn vậy ha. Ủa đôi với gửi này nha cả nhà. Rồi đi đi, mã số 16, cái này xin giao lưu cả nhà mình là 230k cả nhà mình đây. 230k. Cái mã số 16, cẩm thạch tiếng Pháp ha. Mã số 16. Mã số 17. Số 17. Đỏ pizza. Red pizza nha bà con. 17, đỏ red pizza. Cao 65. Ngang 48 ạ. Mình có 14 nhầm nè. Đó. Hai gửi chứ ngoài ha. Red pizza mã số 17. Rồi, cái này xin giao lưu cái nhầm là 250k cái nhà mình đó. 250. Mã số 17 ha. Chết bây giờ. Mã 18, một màu. Một màu duy nhất, phụng bằng lửa. Bà con mình về chơi những cây này, bà con mình đừng có con tàn uống nha. Để sụ vậy ha. Sụ tàn vậy luôn nè. Cao lên 70. Gọi là từ sụ đi cho dễ ha. Sụ tàn, á, đâm tượng nách cái bông theo ra. Quá trời luôn. Xỏ tàn ha, để kêu xỏ đẹp mình kêu sụ. Ngang nè. Ngang về 65 cái nhà mình ơi. Một gửi lắc lượng luôn nè. Ờ, cây này đẹp ha. Đúng rồi đẹp. Mình có nó 11 gửi cái nhà mình nè. Một gửi lắc lượng luôn ha. Mã số 18 cái nhà. Cũng bằng lửa. Cái này xin giao lưu cái nhà mình 270k cái nhà mình đây. 270. Cho mã số 18 ha. Yeah. Một gửi lắc lượng luôn. Đây một gửi nữa đây. Mã 19. Mã 19. Cây này là đổi màu luôn nha bà con. Sophia. Sophia đổi màu đó nha. Cao nó 77 ạ. Ngang 53. Cổ đây là 13 cả nhà. Một gửi lắc lượng luôn. Đó. Quá wow, chừng đẹp. Cái này vẫn 270 cho mã số 19 cả nhà nè. Một gửi. Một gửi lắc lượng 270 cả nhà. Mã số 19 là Sophia. Đây một gửi luôn nè. Mã 20. Đó. Một màu. Tiếng Pháp cả nhà. Này cẩm thạch tiếng Pháp ạ. À. Cao nó 73, cẩm thạch tiếng Pháp nha. Ngang nó 40. Mình có nó 13 cái nhà nữa. Một gửi lắc lượng ha. Rồi. Cái này xin cho luôn cái nhà mình là 270k luôn cái nhà mình này. Mã số 20 ha. À, một gửi một chọt luôn. Mã 21 một gửi luôn. Ừ. Tím bướm quá chừng cái phẩm tàn tròn hưu luôn, tròn do luôn cả nhà mình. Cao là 78 ạ. À. Khư luôn, ngang là 65. Một cốt luôn nha. Mình cổ là 14 nha mình nè. Một gửi một cốt nha. Rồi, cái này em xin giao lưu cái nhà mình là 350k cả nhà mình đây. 350 gửi cho em tím bướm tặng trên hình luôn ha. Tặng đặt tặng ha. Mã số 21 cả nhà. 21. Sửa lại mới nè. Cái mã 22. À cũng lắc lượng luôn nè. Đây cũng là một cây Sophia đang nụ Sophia luôn nha bạn. Đang lắc lượng luôn. Cao đây là 80. Ngang đây và đây nó thì nó 55. Mình cổ là 13 rưỡi gần 14 nha bạn. Mã số 22 ạ. Rồi, cái Sophia này xin giao lưu cái nhà mình là 250k cái nhà mình đây. 250. Cho em Sophia này ha, đang búp nè. Đang búp đây. Đỏ màu. Rồi. 250 mã số 22 cả nhà. Mã số 23. Cái này cái bể đá nha, bể đá đẹp. Một màu duy nhất. Vàng hoàng kim. Vòng nó búp nụ nè. Quá chừng luôn. Cao đây là 89 ạ. Ngang 60. Nên bà con mình về khai thác bo mình con tàn cho tròn lại dày tàn mịn hơn ha. Đúng rồi. Mình có 17 cái nhà mình nè.
đấy là như trên hình đẹp này nha. nha, mã số 23 gà bằng kim. Rồi cái này xin giới luôn, cái nhà mình là 320k cái nhà mình đây. 320. Mã số 23 ha. Rồi. Vàng bằng kim. Đấy, lên cái mộc rễ nữa coi. Mã 24. Sophia. Sophia cả nhà. Mấy cây này đang nụ không ha bà con ơi. Nó chưa có rộ nhiều bông lắm nhưng mỗi đợt nó mỗi một cơ búp rồi. Cao đây 75. Ngang đây 55. Còn cỏ đây 10 rưỡi cái nhầm này. Sophia cả nhà. Này xin lưu cái nhầm là 250k cái nhầm này. 250. Rồi, bao ship ha. Mã số 24. Lên mã chót rồi. Mã 25. Cây cao to, lực lưỡng. Hai màu. 25 cái nhầm này. Cao là 95 ạ. Ngang đây là 80. Tim bướm. Tim bướm và hồng lửa. Hồng lửa cả nhà. Bình cổ đây 16 cả nhà nè. À, bởi đế như trên hình luôn ha. Rồi. Cái này xin cho luôn cái nhà là 380k cả nhà mình nè. 380 cho cây to tàn rộng ha. Rồi cái hai màu cả nhà. Màu. Như mã chót mã 25 cả nhà. Rồi. Tim bướm và hồng lửa. Rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Bây giờ hợp nhãn alo số điện thoại nhà vườn Vân Giang em là 079 5428 752. Chào cả nhà. Rồi, mình chào anh Vân Giang. Mình chào bà con. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều ạ. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con. Chúc bà con mình xem clip và vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip tiếp theo.